Thì ngày đầu tiên ha, con Firefly mình hiện tại chưa có bất kỳ món đồ nào hết. Nếu mà như mọi người không biết thì em đang nên là chắc là chúng ta sẽ tạm thời chúng ta xài team này để mà đánh cho nhanh trước, sau đó là chúng ta sẽ quay lại với em ấy sau khi em ấy ít nhất cũng đã có đủ một set sau ha. Đây là đầu tiên của chúng ta được 3 món này, và chúng ta có mấy cái món của set cho bà chay à, cả quần què cũng chê set này ra nó trước cho mọi người. Và cái này chúng ta có cái thân này vậy đúng không, nếu mà nhìn cái này cái giày này có tấn công kích phá luôn này, cái này cái tay này, cái này cái nón này đó, cái này cũng tấn công với sát thương kích phá luôn kìa. Giữ tạm cũng xài được ha, giữ tạm cho thì chúng ta có món 5 sao. Bây giờ cái thân thì chúng ta sẽ cần tấn công, nó có tấn công mà tấn công kích phá mà nó ở vòng 9 là tỷ lệ bạo kích kìa. Giờ cái con DPS không cần tỷ lệ bạo kích thì nó cho tỷ lệ bạo kích điên thế nhỉ. Cái chúng ta có một giày, cái này mình sẽ giữ nhưng mình không nâng ha. Mình nâng có khi nó vô double crit hết chứ, xong cái anh Phong lại cay nữa hơi buồn. Ok thì cái này thì sao, ổ tấn công này ok ổn. Chúng ta có cái dòng chính trước rồi chúng ta sẽ xem cái dòng phụ sau. Bây giờ chúng ta xóa xóa cái 4 sao kia được rồi ấy. Phần thứ ba nó không chói gì luôn á mọi người. À, cái tay này còn lại còn chơi được cho chay nữa chứ, để suy nghĩ cái đó. Cái này thì chắc là mình nghĩ không dùng, cái này mình nghĩ mình sẽ không sử dụng hả. Ok à, tặng đồ của chay ta có đôi giày, cái này thì bỏ à. À, đôi giày thì sao, HP mà có tấn công kích phá kìa, cay thế nhờ, trong khi cái tấn công thì không có tấn công kích phá. Ai, hôm nay còn một lần nữa cuối ngày. Ê, cái này thì đó 4 sao đó lại ngon như vậy nè đó, chịu chưa. À, chịu thua luôn đó chứ. Phòng thủ ok thì cơ bản chúng ta có 2 món cầm tạm được cho Sam ha. Bé Firefly chúng ta có 2 món cầm đỡ này. Ôi giờ có cái hệ thống đổi này cũng tiện nè mọi người. Ok rồi giờ chúng ta nâng cái này lên 4 thử rồi, chính xác hiệu ứng thì ok, chịu chịu chịu. Cái này thì mình thử mình quăng nó lên cao cao coi nó vô nhiều tỷ lệ bạo không, vô nhiều ở đâu, vô nhiều cái tấn công kích phá không, không thôi thì dục nó vô tốc độ luôn này, tấn công cũng được ok, tấn công cũng được, phải vô tấn công kích phá thật. Giờ nó vô một trong ba cái này là nó ngon ok, nghe có vẻ hơi hơi ảo nhưng mà cái này nhìn có vẻ ngon thiệt đấy chứ. Ok phải vô tấn công lần nữa, perfectly 3 lần này chúng ta sẽ để tạm nó cho Firefly sử dụng ha. Ok, cũng ổn cũng ổn. The next day. Ok thì như mọi người thấy đây, chúng ta có vũ trụ xây phân mới và cũng là cái nơi mà giữ cái set vị diện cho bé đóm á. Với lại thông báo trước với mọi người là hồi nãy mình có tráp vài cái di vật mà mình được một cái nó siêu ngon là cái này. Mấy cái còn lại thì nó có dòng tấn công kích phá để có thể xài đỡ được á, nói chung là cũng ổn ha. Cái này thì nó cũng ổn này, cái này thì chắc chắn nâng cấp được và cái này cũng chắc chắn nâng cấp được luôn, cho nên là mấy cái objective của ngày sau nó sẽ ráng nâng cấp 3 cái còn lại ha. Còn cái giày thì mình nghĩ nó ngon lắm rồi á, nó khó nâng cấp và chúng ta mục tiêu tiếp theo là kiếm được 2 cái vị diện cho bé đóm. Ok thì bắt đầu thôi, chúng ta có 12 lượt thử hôm nay, 12 cái cục 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 của vũ trụ mô phỏng ấy. Let's go. Ok lần đầu tiên của chúng ta và chúng ta có cả 2 set, đúng đúng set luôn, nói chung là đúng set luôn. Ồ và chúng ta có tấn công liền luôn ngay tại chỗ này, ngon. À không, từ từ, mình nhớ cái dây phải tấn công kích phá, lộn lộn. À bây giờ thì nó cho mình toàn tấn công thì hơi chịu ha, bây giờ chúng ta cần tấn công kích phá ở đây. Lần này thì toàn set của chay không, ok chịu chịu chịu. Này thì chịu rồi, giờ đó gì đó vậy. Ê. Cái này thì tấn công kích đồ 4 sao thì nó vậy đó mọi người, đồ 4 sao thì vậy đó, quen lắm rồi đó, thấy không, mọi người tấn công kích phá chịu 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 chịu. Ok mỗi cái thứ cũng đỡ ha, thôi thử 4 sao. Thấy không 4 sao có cái tấn công kích phá này, chịu chịu luôn ấy. Rồi cái này thì sao,
Tàn sát thương nguyên tố băng. Ok. Cái này xét rõ ràng xét hỏa luôn đấy chứ. Cái này xét hỏa luôn mà nó tàn sát thương nguyên tố băng. Chịu. Chúng ta có dây này. Dây 4 sao coi có nào có kích phá hay không. Ok không có rồi. Rồi cái này nó cho mình có kích phá không? Không, à không, nó cho kích phá đấy. Nhưng mà nó dòng phụ à. Chúng ta cần cái kích phá dòng chính cơ. Hay tại sao lại phòng thủ ấy? Why? Rồi cái này có kích phá này, đó không biết ngay. À, chịu. Ok. Bỏ này. Không nha, chúng ta cần một cái tấn công. Cái cây là chúng ta cần một cái tấn công. Sau đó dòng phụ là dòng phụ là kích phá. Nãy giờ không ra một cái tấn công nào luôn. Không, cái này cũng không cần nhé. Tăng sát thương số ảo này, cái này đó à bên này là Doctor Ratio xài được rồi. Nếu như mình sẽ không xài set 2 luôn đó. Nếu mà xài cái này thì có thể Aventurine sẽ Doctor Ratio sẽ xài được để lấy cái tăng tốc 6% tốc độ. Còn cái ở dưới thì chắc là mình nghĩ là không xài được thôi, nhưng mà 6% tốc độ nó cũng khá là đáng giá ha mọi người. Tăng sát thương vật lý này dòng phụ đúng rồi đấy, nhưng sai dòng chính. Hãy đóm là nhân vật hệ hỏa không phải nhân vật vật lý. Giờ này thì nó lại ra nguyên set cho chị chay luôn. Chịu. Giờ cái này có thêm kích phá nữa không? Kệ. Okay, không có hên. Cái gì đây? Aventurine à? Siêu Aventurine luôn. Cái này tấn công hơi buồn. Cái này có tấn công kích phá này đó. Đúng là đồ 4 sao khác mọi người. Ê, sao nãy giờ cái này tăng sát thương số ảo hơi bị nhiều mọi người. Hai cái sát thương số ảo rồi đó. Nãy giờ không có một cái tấn công nào nhưng lại có sát thương số ảo nhiều. Thế thể bị sao á. Ok. Lần cuối cùng trong, mình nghĩ là cuối cùng luôn á chứ không phải là cuối cùng trong ngày nữa đâu. Nó cho mấy cái này hoài ta. Mình đang cần tấn công kích phá dòng chính chứ mình không có cần tấn công kích phá dòng phụ. Không hiểu lắm mà. Thử đi trap mấy cái bị diện rồi bị diện. Cho nó hiếm hơn á cho nên chúng ta nên trap. Còn đánh di vật thì chúng ta cày được nhiều nhanh nên là thật ra hai cái cũng cày như nhau rồi, nhưng mà thấy bị vị diện khó cày hơn là di vật bằng một cách nào đó, cho nên là ta thử làm hai ba cái vị diện coi. Thử cái này à, phòng thủ rồi làm thêm cái này đi ha. Rồi chúng ta làm một cái dây cái này cho tấn công kích phá đi. Ba cái sát thương số ảo rồi á. Ủa, game này có cái gì đó với sát thương số ảo rồi. Ba cái sát thương số ảo rồi. Thử cái dây coi, cho cái kích phá thì vui. Kích phá. Ê sao nó cứ tấn công dòng chính kích phá dòng phụ là sao ta? Không hiểu luôn á. Chịu. Ai à. Ok, ngày thứ hai. Bây giờ mục tiêu của chúng ta cho Firefly là kiếm được cái nâng cấp cho cái này với cái này và cái này, ba cái này. À, cái này thì mạnh rồi, không cần nâng cấp nữa. Cho nên là chúng ta cũng giờ chúng ta phải kiếm được ba cái còn lại. Thì dày thường là cái khó nhất nhưng mà mình là kiếm được đầu tiên. Cho nên là hy vọng là ba cái còn lại nó dễ à. Và không ra full set này. Nó ra full set này thì lại dễ lên đặt đấy. Lần đầu tiên. Trái thanh long có trong mì tôm. Cái đồ 4 sao nó có kích phá dòng phụ này. Yêu. Nhưng mà thử được ha, do chúng ta đang thiếu đồ vậy. Thử lên 4 coi nó có kích phá hay không rồi chúng ta tính tiếp được. Ok.
được. Tại sao nó cho mình cái cũng ổn ổn gì nó ổn ổn thế này, không dùng luôn nha. Và sát thương bảo kích. Còn Firefly nó cần tấn công dòng chính, tấn công kích phá dòng phụ, hai cái tấn công chứ không cần cái này. Okay, nhựa thứ ba của chúng ta nào, hai cái nón. Cái gì đây? Ừ thì giữ ấy chứ mà. Cái này Firefly cũ rồi xài rồi đấy. Cái này cũng giữ luôn để lên 4 coi sao. Nhìn đau khổ thì chứ một cái con chơi niche không có thể chơi đồ như bình thường được. Ai à. Ồ, ba đồ của Firefly luôn này, ngon. Này thì mất dòng tấn công chính rồi, dòng tấn công chính là mình xài mình đang thử luôn ấy chứ. Tỷ lệ vào à. À, gặp à, cái này có tốc độ xài giữ xem được. Nhưng mà cái con không cần bảo kích, cái thứ có cũng được, không có thì thôi á, thì nó lại cho đóng tỷ lệ sát thương. Quay đây lần này hai cái áo rồi. Ở đây sao nó lại cho cái set thì cái này nó tính cho mình full set luôn à. Quay tại sao What is this? Chị đóng ơi. Không biết có một cái, ba cái và hai, một cái không nâng được. Ok, chúng ta nâng nó lên 3. Thì tấn công thì dùng tấn công phần trăm thì đã xài được cho đó. Nhưng vấn đề là chúng ta cần tấn công kích phá hơn. Cái tấn công phần trăm nó không phải là cái ưu tiên ha. Để tiếp. Tỷ lệ bảo kích. một con DPS bình thường nhìn sẽ rất là vui, nhưng mà đây là Firefly. Okay, cái này để coi vô tấn công hoặc là tấn công kích phá thì mình xài tạm được hả? Why? Giờ mình đủ build 1 nè. 2 3. Mình nghĩ mình đủ build đóng bảo kích luôn rồi đấy. Why? Hay ok thì thôi mà mình chúng ta có đủ đồ để ghép rồi. Như đủ rồi á. Ừ đủ rồi. Thì chúng ta sẽ ghép một cái này dây. Chúng ta hôm qua mình chơi cái event mới, chúng ta có thêm một cái bùi nhiều tự tạo á, nên hôm nay chúng ta lấy cái dây kích phá luôn đi. Đau khổ thiệt chứ. Cái này cũng được, xài được. Nói chung là có kháng hiệu ứng là bắt đầu xài được đỡ cho đó. Mà bây giờ nếu mà nó vô tấn công hoặc là kháng hiệu ứng hoặc là tốc độ thì nói chung là xài được. Ê, tháo cái dây 4 sao ra, trang bị cái này vô, rồi nâng lên. Tỷ lệ bảo kích. Ok, lần đầu với HP này. Nói chung là xài đỡ đi ha, nói chung không quan tâm lắm, xài đỡ trước đi. Nói vô tỷ lệ bạo này, hay này. Vô tất cả mọi dòng trừ kháng hiệu ứng này, 10 điểm luôn. Đừng làm môi trề thứ hai chứ. Ok, ngày mới. Và chúng ta có, lần đầu tiên của chúng ta thì có 3 món nha. Mà cái này thì mình tấn công ngon này, mà để coi nó có vô cái dòng cuối là kích phá hay không. Chứ hiện tại cái tốc độ của mình ngon quá rồi, cho nên là yeah, chưa chắc là thay được. Để coi sao ha. Tăng lượng trị liệu rất mạnh. HP này mà nó có cứng cầu kích phá mấy cây chứ. Em không cần HP ha. Cái gì? Tấn công đã flash rồi còn double phòng thủ nữa, vậy là đặt luôn. Tại sao cái này kích phá này? Không hiểu. Lần này không có set đúng luôn. Chịu. Cái được cái tay này, cái tay nó có gì không? Nó còn 3 dòng thôi cho nên chúng ta có thể thử được. Nó hơi cút bia một xíu nhưng mà nó 3 dòng thì chúng ta có thể thử được. Ok, hôm nay để coi chúng ta có gì. Nó có cái tay trước này. Chính xác hiệu ứng thì dục ha. Ok. Chịu. Rồi cái giày tấn công này thì sao?
nó vô tấn công Flash luôn. Ok, hôm nay không có gì hết. The next day. Ok, ở trong mấy khúc trước á, thì chúng ta đã làm 12 cục rồi. Và cơ bản là chúng ta vừa mới reset tuần luôn. Cho nên là chúng ta có thêm 8 lần nữa. Cho nên là làm cho đủ 20 lần luôn, là cho đủ 400 nhựa đi ha. Rồi chúng ta quay lại với lại di vật tiếp. Tại vì cơ bản là Con gì ấy? Cơ bản là đóm của mình cũng ổn rồi. Đóm vị diện của mình cũng gọi là hơi ổn. Chưa quá ổn nhưng mà tạm xài được rồi. Cho nên là chúng ta có thể tạm bỏ qua cái đó. Nhưng mà cơ bản là chúng ta phải có gì thôi. Các bạn, chúng ta có thể nâng cấp được, cho nên là chúng ta cứ bỏ thêm 8 lần nữa đi ha. Rồi xong mà chúng ta nâng cấp được thì tốt, không nâng cấp được thì thôi. Cho nên là let's go. Ê, lần đầu tiên của chúng ta không có đồ đúng set luôn. Nó không... What the hell? Nó không có luôn đó chứ. What the hell? Mình farm cho đóm hay là mình farm cho chay vậy trời? Cuối cùng cũng có một đồ đúng set. Ghê thiệt chứ. Ở thằng sát thương lôi, ok. Chịu. Thế lần này là một cầu với lại một gì đó. Được. Thằng sát thương lượng tử. Không. Nó lại không có cái gì tiếp nữa. Hay thiệt chứ. Ồ, được, lại được một cái cầu này mọi người. Và nó vẫn là thằng sát thương lượng tử. Wow. Hay á. Hai cái sát thương lượng tử. Wow, cái vốn sao nó còn ngon. Hay á, hay. Được cái dây này, ok, dây kích phá không? Điều suốt rồi nè. Cũng mạnh. Lần cuối cùng của chúng ta và nó không cho cả. Nó không cho đúng xét luôn. Hay á. Ok. Rồi. Thì chúng ta để coi có gì này, thì mình nhớ cũng không có gì lắm gì vậy. Nhưng mà chúng ta có rất nhiều đồ để tách. 350 rồi. Ok. Có gì khóa đúng set không? Không luôn. Tại ra offset không mọi người. Hay á. Ok thì nếu mà không có rồi thì chúng ta vẫn còn à, cái này tại sao mình giữ cái này vậy? Phải xóa cái này. Ok. Thì nếu mà đã không còn gì nữa thì chúng ta có thể trap một vài cái. Ví dụ như là cái áo mình chưa được lắm nha. Mình thử mình chap hai cái áo này trước, sau đó mình sẽ chap một cái áo mà dùng bùi dương tự tạo này. Mình sẽ chap thử hai cái trước đi, coi có gì nè. Hy vọng có một cái tấn công phá với dùng phụ ha. Mình sẽ hiệu ứng thì bỏ này. Ê, à, lỡ bấm tắt rồi. Cái này dễ bấm tắt quá mọi người. Còn lại là gì đây? Phòng ngự, tấn công kích phá. Chịu. Ok, giờ chúng ta chép cái còn lại tấn công đi nè. Hay à, hy vọng được cái kích phá dòng phụ là được rồi ha. Chỉ cần kích phá dòng phụ thôi. Có gì? Chính xác hiệu ứng khác hiệu ứng phòng ngự. Để lên 4 thử ha. Có tốc độ hoặc là kích phá thì có thể gỡ được. Chứ còn không có thì chịu luôn. Phát đi lại bảo kích rồi thôi. Chịu. Thì vào ngày hôm qua đó, mình có đưa bạn mình tráp hộ cái thánh di vật và chúng ta kiếm được một cái gần như rất là khá là tốt luôn cho Firefly ha. Cho nên là basically là thứ duy nhất còn lại mà chúng ta chưa có kiếm được đó là một cái áo thôi. Áo này có tốc độ thì nó cũng không tệ lắm ha, nhưng mà kích phá của Firefly chưa hơn được 200. Cho nên là mình muốn cải thiện cái kích phá của Firefly chút. Tại vì cái bộ Shinzo không có tuổi nó vẫn búp được tấn công cho Firefly hơn lên rồi. Yeah. Cho nên chúng ta vẫn sẽ chơi cái chỗ này tiếp ha. Let's go. Chúng ta có cái áo này. Cái này có tấn công kích phá này. Chúng ta có thể xem xét thử. HB. Có tốc độ thì cũng ngon thôi nhưng mà nó HB. Mình giữ trước cho boot heal không nhỉ? Mình giữ trước cho boot heal không nhỉ?
Thôi mốt có bút thiêu mình pha lại sau ha. Ok, lại thêm một cái áo nữa. Ổn này. Chính xác hiệu ứng. Nãy giờ nó chọc mình mọi người. Nó có hai cái áo và nó xác, chính xác hiệu ứng hết. Lại thêm một cái áo nữa. Lần này cái này có tấn công này. Chúng ta thử vòng 4 xem sao ha. Liệu cái này nó có chọc mình hay không. Nó chọc mình thiệt. Có tấn công kích phá dòng phụ luôn. Và đó là tăng lượng trị liệu. Lần này sai set rồi ha. Không tính. Lần cuối nó cũng sai set luôn mọi người. Chịu rồi. Ê, chịu rồi. Hay da. Rồi. Chúng ta có hôm nay chúng ta chỉ có đủ một món thôi, một món mà có gọi là có thể nâng gì vậy. Hai cái hả? Ok, hai món gọi là nâng được. Liệu nó có gì không? Cái này là siêu phòng ngự đi. rất hạ tăng cơ. Bây giờ tới cái này là cái gì đây? Kháng hiệu ứng thực ra cũng được. Ok, giờ chúng ta lên cộng 6 coi nó ra cái gì ha. Phá đi. Chính xác hiệu ứng này. À, cho nó thêm một cơ hội nữa đi. Nó mà không vô thì chúng ta dục luôn. Cơ hội cuối cùng của mày đấy. Brother, what's that? What's that, brother? Ok. Siêu chính xác hiệu ứng. Cái này set kích phá chứ không phải set DOT đâu nha. Ok, hôm nay không có gì nâng cấp luôn. Có áo này. HB. Đôi giày thì mình không cần lắm. Nên là chắc là thôi. Mà cái này nhìn cũng được này. Mặc dù nó có hai cái phòng thủ. Nếu mà nó vô tấn công kích phá nhiều hơn, kiểu như nó mắc all in tấn công kích phá thì chúng ta có thể suy nghĩ ha. Lại giày, rất nhiều giày. Và phòng ngự thì cũng bỏ luôn, ok, có đồ này. Này thì bỏ này. Cái này cũng bỏ luôn. Game nó chọc mình mọi người, cứ mỗi lần ra cái này nó không bao giờ cho cái tấn công á. Nó chưa có cho cái tấn công nào trong bữa tới giờ luôn á chứ. Ok, lần cuối. Ngày hôm nay thì không có gì ha. Chuyện bình thường ở huyện. À, ok thì nhưng mà ít nhất cũng có một thứ có thể nâng potential được. Mặc dù cái giày hiện tại của Firefly được coi là mạnh điên mạnh khùng rồi. Cái này đó, mạnh điên mạnh khùng rồi à, nhưng mà cái này mà 25 sách tấn công kích phá thì cũng mạnh điên đúng không. Nó cũng vô tấn công phần trăm này. Ok, nó vô kích phá lần đầu này. Nó vô phòng thủ một lần. Ok, vậy giờ 12 mà nó vô để coi nó có vô kích phá lần nữa hay không, hay là tắt. Tùy vào việc nó vô cái gì nè. Cái vô phòng thử, vậy là nó không tốt được bằng cái cũ ha. Hơi tiếc, mặc dù nó vô những vòng ngon rồi nhưng mà mình đang có cái ngon hơn. Cho nên là không giữ được, nếu mà mình đang gọi là desperate á thì mình không có cái này luôn á, thì cái này là một cái rất là đáng giữ ha. Hơi tiếc. The next day. Why? Why? Tại sao? Quýt hiu build DPS à? Lần tiếp theo. Có tốc độ này, chúng ta có thể xem coi nó có vô kích phá hay không ha. Lần tiếp theo. Cái lần cuối cùng không có gì luôn mọi người, hãy đi ngày khùng. Hình như cũng gần hết video rồi đó mọi người. Xong ngày hôm nay hình như còn ngày mai hay còn bao nhiêu ngày ta? Từ. Xong ngày hôm nay là còn 2 ngày nữa là hết rồi đó. Và chúng ta chưa có gì. Không phải là chưa có gì. Nói chung cũng gần xong rồi nhưng mà chúng ta cần một cái áo ít nhất là có 5% kích phá cho Firefly nữa. Cái này thì bỏ này. Ok.
Ok, chịu. Hôm nay không có gì ha. Cái này giữ thử ha mọi người. Giữ cho vui, giữ cho vui. Chính xác hiệu ứng này. Ý, cuối cùng cũng có tấn công rồi nè mọi người. Finally. Nhưng mà vấn đề là nó không vô tốc độ hoặc là cái còn lại cái tấn công kích phá cũng vậy ha. Thì chúng ta cần nó vô tấn công kích phá. Thôi thử cái kia chứ đi, thử cái giày chứ đi. Giày vô tấn công. Cái này phát cảnh sát hiệu ứng là bỏ luôn này. Ok, tới không? Thôi đi, xui khủng. Ngày mai là ngày cuối rồi đấy. Ok, hôm nay ngày cuối và cũng đang sự kiện double bị diện luôn, cho nên là chơi xíu sự kiện đi ha. Chơi hôm nay làm sự kiện này. What is this? Tấn công này mình có thể coi vòng 4 nó là cái gì ha. Ồ, tấn công kích phá này có luôn này. Giờ nó có tốc độ hoặc tấn công vòng phụ nó sẽ tốt hơn cái cũ này. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Ê, có vẻ tốt hơn lần cũ ấy chứ mọi người. Lần thứ hai này. Nãy giờ cũng khá là nhiều đồ 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 set đúng set này, cũng khá là vui nha. Mà mặc dù nó sai sai vòng chính với vòng phụ. Ê, lại một cái kích phá, cái kích phá thứ ba rồi mọi người. Wow, ê, hôm nay chơi chơi bị diễn có vẻ thuận lợi hơn làm di vật không mọi người. Hơi buồn, hơi buồn. Okay, lần thứ ba. Lần nãy cho khá nhiều nè mọi người mà. Cho nhiều nhiều cái set 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 của bà gì hơn. Ok, có cái giày. Cái giày này thì mình không có expect của nó là kích kích phá như như mấy cái hồi nãy lắm, tại vì mấy nãy hơi hên rồi. Ok, lần thứ tư. Các thương lượng tử mà không có crit này. Lại tấn công kích phá. Phòng ngự. À, nó tấn công vòng chính rồi mà nó có kích phá vòng phụ cái là ngon ha mọi người. Rất tiếc, rất tiếc, rất tiếc. Lần cuối cùng nào. Ok, lần cuối cùng nào mọi người. Tăng sát thương lượng tử. Phong ngữ luôn. Ok, là cuối cùng thì mình không có expect lắm cho nên là cũng không sao, nhưng mà chúng ta có khá là nhiều đồ để chúng ta nâng này, thì để làm reference cho mọi người là cái hiện tại mình đang xài là đang xài cái hiện tại cho Firefly là mình đang xài cái cầu như thế này, đúng 5,8 tấn công kích phá, và cái này thậm chí nó chỉ có kháng hiệu ứng rồi, nó không có tấn công phần trăm luôn đó. Cho nên hôm nay chúng ta có hai cái dây và một cái cầu. Chúng ta nâng cái cầu trước để coi coi nó có vô vòng kích phá không. Không, nó vô kích phá hiệu ứng rồi cho nên chúng ta sẽ bỏ ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nâng cái dây 3 vòng. 3 vòng này. Để coi nó có vô tốc độ hay tấn công phần trăm không. Không, nó vô HP phần trăm. Cho nên là chúng ta sẽ bỏ ha, tại vì chúng ta đã có cái dây hiện tại rồi. Cái dây hiện tại là cái dây có thể gọi là mạnh hơn là mạnh cho Firefly luôn, tại vì nó có thêm cả 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 tốc độ nữa. Đây chúng ta tháo này đi, chơi 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 game là phải all in chứ mọi người đúng không. Đây đó, quăng cái này vô này đó, hợp lý chưa. Ngày cuối cùng, hãy cho cái ngày cuối cùng này thật là bùng nổ nè. 10 tốc độ hoặc là 10% tấn công, 4/4 tốc độ. Let's go. Yo. Yeah, baby. That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo! Ê, khoan 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 khoan. Mình nói giỡn nó thành thiệt mọi người. Từ từ đã. Quay 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 quay. Lần nữa không? 12 tốc độ. Hơi hơi tiếc nhưng mà 9 tốc độ là rất nhiều nha. 9 tốc độ là nó hay, nó hay nha. Còn Firefly mình vừa đủ tốc độ rồi nè mọi người. Firefly hình như mình nhớ là cần 154 tốc độ để mà nó vượt cái ngưỡng mà nó có thể chơi 4 tên nha.
Nhưng mà mình tốc độ giờ nhờ cái vừa có chúng ta đã đủ tốc độ rồi. Chỉ là vẫn còn đang hơi thiếu tấn công kích phá thôi. Nhưng mà ok, thì nó ánh sáng chúng ta sẽ xài là cái cây sụp đổ của Aeon là một cây free này. Bích tích thì mình farm upstream cho nên là mọi người không cần quan tâm lắm. Nhưng mà tinh hồn không, S1, S vậy. Rồi di vật thì chúng ta kiếm cái này hôm bữa mình nói là upstream này. Cái này thì bữa cái này là 12 thôi, nhưng mà mình nâng lên 15 thì nó lên thêm một cái kích phá nữa là 18, khá là ngon ha. Cái này hình như mình nhớ là kiếm onstream này, nhưng mà nó cũng không tốt lắm. Cái này thì nó có 6% tốc độ thì tạm xài được ha. Và cái này thì cái cực kỳ ngon, nhưng mà mình cũng lại kiếm offstream cho nên là cái di vật là nó nói chung là nó tệ là tệ luôn. Cái này thì mình kiếm onstream nhưng mà nó có 5-8 thôi, nó không vô bất kỳ dòng kích phá nào nữa cho nên nó cũng hơi kỳ. Và cuối cùng là cái này chúng ta kiếm được hôm nay rất là tốt ha. Ok, thì nó cũng làm tăng độ trâu của Firefly một xíu, làm cho Firefly dễ sống sót hơn nữa cho nên là cũng khá là tốt. Yeah, nói chung là video vậy thôi. Nếu mà mọi người thích cái video như thế, mình làm những cái video như thế này, thì mọi người hãy like, subscribe và ấn vào nút chuông để mà mình có thêm động lực để mình làm những cái video như thế này ha. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.